đấng hữu cao, đấng hữu cao, thắp sáng một niềm tin. Đấng hữu cao, đấng hữu cao, đấng hữu cao, thắp sáng một niềm tin. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh cuối cùng của đêm nay, thí sinh cuối cùng của vòng chung kết. Đó là thí sinh Nguyễn Văn Sơn, nghệ danh Vĩnh Sơn, đơn vị Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu, hạng mục đăng ký dự thi Kép Lão, trích đoạn Thái Sư Trần Thủ Độ, tác giả và dàn dựng Quốc Khánh, vai diễn dự thi Lý Huệ Tông, diễn viên phụ diễn nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đợi, và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cổ vũ cho thí sinh cuối cùng của đêm nay, Vĩnh Sơn. Hoàng thượng bị trúng phong, đau ốm nhiều ngày không đi lại được. Hiện đã điên loạn không thể chỉ gì đất nước. Vì vậy ba quan đồng kính thỉnh hoàng thượng nhường ngôi cho Lý Chiêu Thanh để giữ vững cơ nghiệp hơn 200 năm của nhà Lý. Người sợ ta rồi à? Người biến mất rồi à? Người hãy cút đi, cút đi. Người sợ ta hay là ta sợ ngươi? Sợ cả họ trần các người, kể từ khi ta chạy về hải ấp, trần lý đã mưu mang và tổn ta làm thân dương, còn gả con gái cho ta làm vợ, như người thậm chí cũng chỉ các người âm mưu chiếm đoạt cơ nghiệp hơn 200 năm nhà Lý. Ta hận các ngươi nhưng chẳng làm được gì, nên ngài đến ta phận quốc trong lòng nỗi bất lực trong công hoàng, cứ dày dò tâm trí đáng điên thì hỏi sao ta chẳng đắm chìm trong sự điên loạn của riêng mình khi nhìn cơ đồ
ta sợ ngươi lắm. Ngươi đừng dọa ta, ta sợ ngươi lắm. Ta sợ ngươi lắm, Trần Thủ Đô ơi. Được rồi, ta sẽ nghe lời ngươi. Ta sẽ nhường coi lại cho con gái của ta. Ta nhường coi lại cho con gái của ta, được không? Nhưng mà không được. Lý Diệu Thanh nó là con gái thì làm sao làm vua được, đúng không? Đúng không? Được. Trần Thủ Đô ơi, ngươi đừng chút kiếm vợ ta. Ta sợ lắm, ta sợ lắm Trần Thủ Đô ơi. Ta sợ lắm. Ngươi cười cái gì? Ngươi cười cái gì? Trần Tử Khánh chết, ta đã phong cho ngươi làm điện tiền chỉ huy sứ, ngươi vẫn chưa hài lòng sao? Hả? Ta biết hết việc làm của ngươi. Ngươi đã thông dâm cùng chị họ của ngươi. Bà ấy là vợ ta, là hoàng hậu của Lý Thiệu. Vậy mà ngươi dám to gan, dám thông dâm cùng hoàng hậu. Võ Đăng Quân, đem Trần Thủ Độ ra pháp trường xử trảm. Tại sao các ngươi còn đứng đó? Các ngươi sợ hắn à? Ngươi nữa, ngươi! Các ngươi đều sợ hắn không dám chém. Được, các ngươi không dám chém thì để cho ta chém. Trần Thủ Đô ơi, ngươi đừng kề kiếm vào cổ của ta. Ta sợ lắm Trần Thủ Đô ơi. Ta sợ lắm Trần Thủ Đô ơi. Ta nhường vợ của ta lại cho ngươi luôn đó. Ngươi muốn làm thì cứ làm đi mà.
Bà không sợ Trần Thủ Độ nghe thấy sao? Nhưng dù sao chàng cũng là phu quân của thiếp. Ngày xưa khi Đàm Thái Hậu có ý định giết ta, bữa ăn nào cũng sai người bỏ đồng. Ông đã giữ ta ở lại trong cung. Đến bữa ăn, ông nhường cho ta một nửa phần ăn của mình, còn cơm độc Thái Hậu cho người mang đến, ông bỏ nó đi. Cho nên ta mới còn sống đến ngày nay. Chỉ vì ta yêu bà. Cả một đời của Lý Hảo Sám này chỉ yêu một mình Trần Thế Nhung. Chỉ vì ta xem trọng hai chữ phu Thank you.
tất cả do trời đã an bài. Ta là người không ngại được đâu, còn trách làm gì chỉ có thế thôi. Coi như kiếp này ta lỗi đau, Trần Thị Dung ơi, ta chẳng trách bà đâu, ta chỉ trách ta thời trai trẻ sao đắm chìm trong bể. Không học theo người xưa tu thân chỉ vì thiên hạ, để đến khi ngồi trên chiếc ngai vàng, một bước lên mây ta ngự trị trong cung hoàng. Ta không biết phải làm thế nào cho đúng khi nhìn sự triều đình ngài một khối đen. Bên ngoài thì phản loạn nổi dậy khắp nơi, vì chú cao thuế nặng lòng dân ngập tràn bức. Ta làm vua mà quyền thần lân ác, thì hỏi sao ta không giữ được chiếc ngai vàng. Bao tháng đến đây để đem cho ông một món quà. Món quà gì? Ông ấy không cho ta biết. Bà cứ để đó. Xin phép ông, ta về. Thank you.
đang làm gì đó? Bần tăng đang nhổ cỏ. Nhổ cỏ? Nhổ cỏ phải nhổ cả thể sâu. Thì ra hắn còn sợ lòng dân hướng về giả lý, cho nên hắn muốn giết ta thì hắn mới an lòng mà. Trần Thủ Độ, Trần Thủ Độ ơi, giờ ta chẳng còn chi sống lo xa đến vậy. Ngài cũng như đến tang thân nơi cửa Phật, nghe tiếng mõ hồi chuông. Quên đi chuyện thế thái nhân tình. Suốt hai năm qua ta đã gây chi những điều lầm lỗi, mà sao nay ngươi lại truy cùng giết tận. Giết một kẻ thù không tận sẵn trong tay, giang sơn nhà Lý đã bị họ Trần, các người từng bước cướp đi, kể cả vợ con ta vẫn cũng khổ về. Vậy mà ngươi vẫn chưa hài lòng, giờ định giết ta. Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ sâu. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Trần Thủ Độ, hôm nay ta chết, ngày sau cháu con ngươi sẽ chết thảm như ta.